Cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có một cái lô hàng vũ nữ, và đây là một số cái dòng vũ nữ mặt hoa rất là đẹp và đã chọn lọc rồi mới xuất ra. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có 7 dòng khác nhau. Mặt hoa này nói chung là có rất là nhiều mặt hoa, và hoa của nó là hoa to, hoa đẹp. Và nói chung là cũng có một số dòng hoa rất là lạ nha cô chú. Hoa rất là đẹp. Vũ nữ thì nói chung là rất là nhiều dòng khác nhau để cho các cô chú mình sưu tầm. Và số điện thoại của con là 0908 846 804 của chú. Còn địa chỉ của con nằm ở phường 4 Tuyên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán đồng giá là 180.000 một chậu. Trong đây là nó có 7 loại khác nhau, và con sẽ giới thiệu các cô chú mình từng mã số, và con sẽ quay cái mặt hoa luôn. Và cô chú mình chỉ cần mình đọc cái mã số thôi thì con sẽ lựa cây theo yêu cầu của các cô chú. Con sẽ lựa cây cho các cô chú mình là cây nụ, tất cả đều đang nụ nha cô chú. À, đây là vũ nữ 180.000 một chậu, và cô chú mình bên cái hàng bên con đang bán đồng giá là 180, và cô chú mình nếu mà cô chú mình mua 2 chậu thì mình sẽ được giảm giá là 20.000, và cô chú mình mua 7 chậu sẽ được giảm giá là 70.000 nha cô chú. Và mỗi chậu thì nếu mà cô chú mua từ 2 chậu trở lên thì cô chú mình thí dụ mua 2 chậu sẽ được giảm giá 20, 3 chậu giảm giá 30, thì mỗi chậu sẽ giảm cho các cô chú mình 10.000 nếu mà các cô chú mình mua từ 2 chậu trở lên. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ nằm ở phường 4 Tuyên Chánh, Tân An, Long An. Và cái mặt hoa đầu tiên này con sẽ giới thiệu các cô chú mình xem cái mặt hoa của cây vu nữ kẹo nha cô chú. Vu nữ kẹo, mặt hoa đầu tiên. Vu nữ kẹo nè cô chú, và hoa này nó cũng rất là to để cho các cô chú mình về mình sưu tầm. Và hàng này á thì con đã biết cái nhược điểm của cái cây vu nữ này nè là nó không chịu nước nhiều, nên cửa hàng bên con đã trồng thuần bằng gió thông, nên các cô chú mình về mình có thể mình tưới nước bình thường, mình không có lo mà nó bị hư cây nha cô chú. Tại vì lúc trước cái hàng Thái về thì bên cửa hàng bên con trồng bằng gió thông á, mình mà tưới nước nhiều thì dễ bị úng lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con trồng thuần bằng gió thông, nên các cô chú mình cứ yên tâm về là cây mình trồng bằng gió thông, cây nó không có ẩm nhiều nên cây mình không có bệnh nha cô chú. Đây là vũ nữ kẹo nè, mặt hoa này là mặt hoa đầu tiên cho cô chú. Đây là vũ nữ kẹo và giá tiền 180.000, và mã số là mã số 1. Quay cho cô chú mình xem cái hình cây mã số 1. Và đây là cái hình cây của vũ nữ kẹo nè cô chú. Thân của nó rất là mập, và kích thước từ gốc lên tới đầu lá là tầm khoảng cỡ gần 30. Bản lá này thì được tầm khoảng 4-5 cm này nè cô chú. Đây là vũ nữ kẹo, và cây bên con là hàng trồng thuần của chúng, thấy rất là nhiều rễ đang ra, và cây đang có nụ luôn nha cô chú. Vũ nữ kẹo, giá tiền của nó thì rất là mềm để cho các cô chú mình sưu tầm thôi. Vũ nữ kẹo nè cô chú, giá của nó là 180.000 một chậu. Vũ nữ kẹo, cây rất là đẹp. Hàng này là hàng trồng thuần nha cô chú, trồng thuần tại miền Nam mình luôn, nên các cô chú mình về trồng rất là dễ, không có lo mà cây nó bị mất sức hoặc là cây nó bị hư hại gì hết. Vũ nữ kẹo, cây này là cây vội ngắn nên bữa hàng bên con rất là dễ đóng hàng để xuất ra cho các cô chú mình về sưu tầm. Vũ nữ kẹo đồng giá 180 nha cô chú, mã số là mã số 1. Vũ nữ kẹo 180.000. Đây là chậu vũ nữ thạch bảo ngọc nè cô chú, và con chưa thấy cái mặt hoa này mà cái váy nó to như vậy luôn á. Và kích thước cái váy này là cô chú mình thấy là 6 cm nè, khuôn hoa này là 7 cm nè cô chú, thấy chưa. Đó, hoa này là hoa màu vàng rực nha cô chú, rất là đẹp. Đây là thạch bảo ngọc, mặt hoa của nó cực kỳ to nha cô chú, hoa rất là to. Giá tiền cũng là 180 luôn, mã số 2, thạch bảo ngọc. Cho nha cô chú, thạch bảo ngọc, giá tiền của nó là 180. Đây là cái hình cây của thạch bảo ngọc nè cô chú, giá 180.000. Đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe, hàng này là hàng thuần chậu nha cô chú. Đó, rễ đã bắt đầu đang xì rễ ra rất là tốt luôn. Thạch bảo ngọc, giá của nó là 180.000, chậu thạch bảo ngọc này, cô chú thấy chưa? Rất là khỏe nha cô chú, đã xuống rễ thuần chậu rồi, thạch bảo ngọc. Giá tiền của nó là 180.000, mã số là mã số 2, đồng giá 180. Cô chú nào mà mình mua từ 2 chậu trở lên thì sẽ được giảm giá 10.000 mỗi chậu. Thạch bảo ngọc, mã số là mã số 2 nha cô chú. Là mã số 3, và đây là dòng Sariobi. Và Sariobi này là một cái dòng Sariobi mới của chú, hoa của nó rất là thơm. Sariobi này cô chú thấy không, hoa này màu đỏ đỏ nè cô chú. Và giá tiền của nó là 180.000 luôn, hoa của nó rất là thơm nha cô chú. Sariobi này thì nó thường là rất là thơm. Đó. Và thơm nếu mà thơm nhất á, là nếu mà mình để cho nắng nhiều sẽ rất là thơm. Thơm vào buổi trưa nha cô chú, và buổi chiều thì nó vẫn còn thơm. Và một cái đặc điểm ở Sariobi này á, thì con thấy cô chú mình có một điều trở ngại á, là mình thấy cái lá như vậy nè thì mình không có mua cái lá này. Nhưng mà không phải, cây này nó cái bản tính của nó là như vậy đó cô chú. Cái lá nó lúc nào nó cũng có đốm như vậy nè. Lúc nào cái lá nó cũng có đốm như vậy, cây nào cũng vậy. Nó cây này nè, cây còn tơ nè, nên nó mới chưa bị nè, mốt có lớn sẽ bắt đầu nó có đốm hết. Là do cái cây này là lá của nó bị sẵn như vậy nha cô chú, chứ không phải là nó bị bệnh nè. Sariobi. Và cái vò hoa của Sariobi này rất là dài,
chúng mình về mình cứ ngắm hoa từ thôi chú. Đồng giá của nó là 180.000 chậu. Và hình cây này nói chung là con đã lựa cây nào mà rất là đẹp để con xuất ra con sưu tầm rồi, cho các cô chú mình sưu tầm, chứ mấy cây nào mà nó coi coi thì con sẽ không bán. Đó, thân của nó rất là mập nha cô chú, hàng này là hàng trồng thuần, đây là Sariobi nè. Giá tiền của nó là 180.000 để cho các cô chú mình sưu tầm. Mã số là mã số 3, 108. Đây là mặt hoa vũ nữ sô cô la tim tròn nha cô chú. Và cái mặt hoa sô cô la tim tròn này nè, nó rất là khác với cái mặt hoa Sariobi này. Nó không có điểm giống nha cô chú, nên các cô chú mình cứ nhìn rõ hai mặt hoa này. Tại vì lúc trước con bán thì có một số cô chú mình nhìn nhầm giữa cây Sariobi và cái cây tim tròn này. Đây là cây sô cô la tim tròn, và cây này thì nó cũng có hương thơm nha cô chú, rất là thơm luôn á. Sô cô la tim tròn rất là thơm. Và giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con cũng đang bán ra với giá tiền là 180.000 luôn. Mã số của nó đó là mã số 4, sô cô la tim tròn, giá 180. Và hình cây này là hàng này tất cả đều là trồng thuần. Đó, trồng thuần này là tại miền Nam luôn, nên các cô chú mình về mình rất là dễ chăm sóc. Và rễ cũng đã bắt đầu đang xì rễ rất là khỏe nha cô chú. Hàng này là hàng trồng thuần rồi. Nói chung là cây này là cây đẹp tuyệt đối thì con mới xuất ra. Và cái cây sô cô la tim tròn này thì bản lá của nó cũng giống như cây Sariobi nha cô chú. Bản lá của nó lúc nào nó cũng như vậy nè. Đây là sô cô la tim tròn, giá tiền là 180, mã số của nó đó là mã số 4. Và có cái chậu này thì nó cái mặt hoa này nó con đang nụ chứ có chưa có nở cô chú. Đây là cây vu nữ quýt. Mặt hoa này cũng giống như cái mặt hoa cam lửa nha cô chú. Hoa của nó màu cực kỳ đẹp. Vu nữ quýt giá là 180.000 luôn. Và cây này là hàng thuần chậu đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Đây là vu nữ quýt nè, giá tiền là 180, mã số là mã số 5. Đây, đây là cái hình cây vũ nữ quýt. Và tất cả các cây bên con đều là cây đang nụ. Con sẽ đóng hàng cho các cô chú mình, con lấy gòn lấy báo ém lại để cho cây mình nó không bị gãy vào hoa nha cô chú. Vũ nữ quýt này thì chậu nó nhiều thân. Đó, cây này thì nói chung là hàng tất cả đều là trồng thuần, trồng bằng gió thông nha cô chú. Cây này rất là khỏe. Vũ nữ quýt giá là 180, mã số là mã số 5. Cây quýt nha cô chú. Và tiếp tục đó là mã số 6, đó là cây bạch tiên đốm. Và đây là cái mặt hoa bạch tiên đốm nè cô chú. Hoa này cô chú mình thấy chưa, hoa này rất là to, hoa cực kỳ đẹp cô chú, bạch tiên đốm. Và cái vòi hoa này thì nó cũng rất là dài để cho các cô chú mình về sưu tầm. Thì mới nở thì hoa sẽ vàng vàng như vậy nè, tầm khoảng 1-2 ngày sau thì hoa của nó sẽ ra màu trắng như vậy. Và hoa bạch tiên đốm này thì nói chung tất cả dòng vũ nữ thì hoa của nó rất là lâu tàn cô chú, mình mua về mình sưu tầm rất là lâu tàn. Đây là cái hình cây của bạch tiên đốm nè, hàng này là hàng trồng thuần tại vườn luôn, nên các cô chú mình không có gì mà mình để trở ngại, mình không có thích cái mặt hàng hết đó. Đây là mã số là mã số 6 nha cô chú, bụi này rất là nhiều thân. Hàng này là hàng trồng thuần và được trồng gió thông nên mình về cây mình rất là khỏe. Bạch tiên đốm nha cô chú, mã số là mã số 6, giá tiền của nó là 180.000 cho mã 6. Và mặt hoa cuối cùng đây là mặt hoa mã số 7 nha cô chú. Và đây là vu nữ mê cung, mặt hoa của nó rất là đẹp cô chú, nó có cái lưỡi rất là to, vu nữ mê cung nha cô chú. Và mã số là mã số 7, cây thì cây đang nụ luôn, tất cả đang nụ để cho các cô chú mình về sưu tầm. Và đây là cái hình cây của vu nữ mê cung nha cô chú. Đó, cây này thì nó cũng rất là to và rễ thì cũng đã bắt đầu ra như giá luôn, cô chú mình nhìn là mình thích cái rễ liền. Đây, vu nữ mê cung nha cô chú. Cây này cực kỳ khỏe, cực kỳ đẹp luôn. Giá tiền của nó thì cũng rất là mềm để cho các cô chú mình về sưu tầm. 180.000 cái chậu vu nữ mê cung này nha cô chú. Hôm nay thì con có tổng cộng là 7 loại khác nhau. Đây là vu nữ mê cung. Mã số là mã số cuối cùng, mã số 7. Và mã số thì con đã có khoanh dùng như vậy rồi, thì các cô chú mình chỉ cần đọc cái mã số thôi thì con sẽ lựa các cô chú mình cái hình cây